câu hỏi là lý do anh Virus bắt đầu quan tâm tới blockchain là gì? Là cái này nó nằm trong cái được gọi là tín hiệu dịch chuyển của tài chính đi, dùng cái từ đấy cho nó dễ. Tớ là người rất là đam mê về tài chính, chỉ có tiếc một cái đó là cái công việc tớ làm với streamer thì những cái nội dung tớ làm là không liên quan đến blockchain. Tớ không thể hiện cái điều đó ra ngoài. Chứ tớ cũng đang nghiên cứu và tham gia khoảng 2 năm hơn rồi. Mà cho đến cái thời điểm gần đây, khi mà mọi thứ nở rộ và rõ ràng hơn, official hơn, thì tớ mới chính thức gọi là thể hiện cái sự quan tâm của mình tới blockchain. Chứ tớ thực sự là cũng không có ghét hay là thích hay như nào, nhưng mà thực sự là tớ thấy nó rất thú vị. Đến lúc mình phải chính thống nói ra cái luận điểm được gọi là đam mê cũng như cái cơ hội này dành cho nhiều người khác. Của chung có lẽ mình thấy mình cũng hơi bị hư. Có lẽ mình là người không có bỏ qua sót một cái hệ máy về game nào cả. Hay là đặc biệt là anh đã chơi Axie Infinity chưa? Chắc là anh Trung cũng muốn nghe cái câu trả lời này. Trả lời thật lòng thì tớ chơi khá play to earn ở trên mạng rồi. Còn riêng với Axie Infinity thì tớ chơi rồi. Chắc chắn là tớ chơi rồi. Cái sự thành công của Axie làm cho tớ rất là tò mò. Sự tớ là một fan của tớ rất là ngưỡng mộ Trung. Cho nên là cái thành công ngày hôm nay của Trung cũng là một trong những cái tấm gương rất là lớn để mà tớ cố gắng hơn. Em cũng thắc mắc là ngoài anh ra thì liệu các streamer khác mà anh quen biết hay là bạn bè của anh ấy có cũng đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực này hay chưa, và cảm nhận của họ như thế nào, cũng giống anh không hay là có những cái ý kiến trái chiều khác? Cái này thì chắc là chia sẻ nhỏ, tại vì bạn tớ cũng không quen kiểu là quá nhiều người trong ngành game hoặc là streamer quá, nhưng mà đa phần một vài người bạn của tớ ấy thì mọi người nghe những câu chuyện liên quan đến crypto nhiều quá và đã có những cái việc không được vui vẻ bằng việc chúng ta thua trong một cái ván bài như tớ đã nói là money game này, cho nên họ có cảm giác như ví dụ như chung là đã có những người là không thích những cái từ nhắc đến blockchain, nhắc đến crypto là mọi người không thích luôn, mọi người đúng là ra mặt luôn là thôi tôi không có đam mê cái chuyện đấy. Nhưng mà có một vài người bạn mà họ có góc nhìn tài chính thì bắt đầu họ đã có cái sự thay đổi về góc nhìn. Thì đây chỉ là ứng dụng kỹ thuật thôi, còn việc các bạn tiếp cận như nào không quá bắt buộc cả. Và tại sao nó là tương lai, tất nhiên thì cơ hội mà, thì cho nên là các bạn sẽ phải tìm hiểu sâu hơn, có nhiều kiến thức hơn, thì lúc đấy cái niềm tin, lòng tin nó sẽ có nhiều hơn, thì lúc đấy mọi người sẽ tin được. Còn nếu những người mà đã có một cái rào cản trước mặt thế này thì phải cần một cái lý do gì đó họ thay đổi, họ phá vỡ cái rào cản đó đi, họ tìm hiểu thêm thì có lẽ họ sẽ dễ chấp nhận hơn. Thì bạn bè của anh thì đa phần mọi người đều không có quan tâm nhiều đến cái này, nhưng mà thực sự là sau khi những cái gì mà chuyển đổi thậm chí là cộng đồng Radar vừa rồi thành lập thì đúng là có rất nhiều người, khi mà Virus xuất hiện thì rất là nhiều người bạn bè không phải làm streamer nhưng làm trong ngành như là media, như là studio, mọi người đều nhắn tin Virus, ủa Virus cũng chơi à, cũng tham gia à, tại sao bây giờ mới biết vậy, kiểu như vậy. Thì mình cũng chia sẻ tham gia 2-3 năm rồi nhưng mà mình cũng chỉ là tự học tự chơi và cứ không có cộng đồng nhiều, nhưng đến bây giờ thì một khoảng 3 tháng đổ lại đây thì đột nhiên là cộng đồng mọi người invite vào rất nhiều, và đây là một cái tín hiệu rất là lớn để giúp cho không chỉ mình mà bản thân cộng đồng liên quan blockchain sẽ phát triển rất là mạnh. Radar TV sẽ liên tục sản xuất những video về các chủ đề liên quan tới công nghệ blockchain. Mong quý vị khán giả hãy quan tâm, ấn nút theo dõi, kèm nút chuông thông báo nho nhỏ ở phía dưới để được cập nhật những video mới nhất của Radar nhé.